Tại thành phố Biên Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Tam Hòa tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Mùi, người dân tộc Thổ ngụ ở khu phố 1. Căn nhà bàn giao được xây dựng trên nền đất cũ của gia đình với diện tích 36m² theo kết cấu nhà cấp 4. Toàn bộ kinh phí xây dựng là 90 triệu đồng, trong đó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng. 30 triệu đồng còn lại được phường Tam Hòa trích từ nguồn quỹ vì người nghèo của địa phương. Dịp này, các đơn vị và mạnh thường quân cũng đã trao tặng cho gia đình bà Mùi nhiều phần quà ý nghĩa phục vụ sinh hoạt gia đình.